Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3, trận đấu quyết định xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển giành chiến thắng trước hai đội tuyển, đó chính là SKT và KT Roster. Đây là một cuộc đại chiến, nó không chỉ dừng ở một cái liên minh thoại này mà nó còn là đại chiến viễn thông của Hàn Quốc nữa. Trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ, Faker lỗ rồi, có sóc điện kích hoạt thành công đến từ BD và nghịch sao trúng nữa, có nội tại bắn đi. Và giờ rồi thì BD có một pha lợi thế nho nhỏ trước người chơi đường giữa của đội tuyển SKT, nhưng bây giờ mới chỉ là 50 giây. Và rõ ràng là bây giờ các thành viên của đội tuyển SKT và cả KT Roster đứng giữa có thể về nhà sạc cho mình bình thuốc biến dị. Bây chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngọc tái tổ hợp của cả hai team và cách khởi điểm trang bị. Khan sử dụng quyền ném bất diệt, Smap cũng vậy. Glitch thì sử dụng nhịp độ chết người, Score thì sử dụng sốc điện rồi. Faker dư chấn rõ rồi. BD sốc điện. Gango sử dụng sát sao tấn công với con bài Kai'Sa. Đây là một điểm các bạn có thể lưu ý. Teddy sử dụng đó chính là cái tăng tốc pha. Mata sử dụng sách phép với cái hồi máu của mình. Trong đó dư chấn đến từ Alista. Bây giờ được ăn bùa đỏ và có một sự giúp đỡ đến từ những người chơi đường dưới của đội tuyển SKT. Glitch sẽ ăn con bùa đỏ này rất là dễ dàng thôi. Và các bạn để ý rằng Glitch khởi điểm với cái dựa thợ săn. Cái dựa thợ săn này sẽ ăn những cái bãi quái rừng đơn mục tiêu rất là tốt. Và khởi điểm không phải là một cái khiên Doran mà nó là một cái cục hồng ngọc đến từ Teddy. Trong khi đó Kai'Sa khởi điểm với một cái khiên cái nhẫn Doran để gia tăng khả năng trụ đường, bám đường của mình. Rồi, Khan đánh cho mình cái điểm yếu lên người Smap và kích hoạt cho mình quyền năng bất diệt nữa. Smap đã phải ăn cho mình bình máu đầu tiên rồi. Tuy nhiên Khan phải rất cẩn thận, Khan mới chỉ cấp độ 1 thôi. Có cắm mắt chưa? Khan ngửi thấy mùi không thơm rồi. Score cấp độ 2. Bây giờ di chuyển ra sông để ăn cho mình con cua này. À sao con cua này có cấp độ 3 không nhỉ? Khi mà lối đi rừng của Javan là ăn xong bãi người đỏ, sau đó lên ăn cho mình bãi người đá và ăn cho mình con cua, rất có thể ăn xong con này sẽ cấp độ 3. Rồi BDD đang muốn bám farm rất tốt, mà farm hụt 2 chỉ số lính đến từ BDD. Trong khi đó Faker bị cấu rỉa máu nhẹ nhẹ đến từ người chơi đường giữa của đội tuyển KT Roster. Sau khi ăn cua xong thì cấp độ 3 đã có đến từ Score. Bây giờ Score về nhà ăn cho mình bãi chim quỷ biến dị. Khan cấp độ 3 rồi, trong đó Smap mới chỉ cấp độ 2 mà thôi. Ở đường dưới thì rõ ràng với Vladimir là một vị tướng đẩy đường không mạnh cho lắm. Chính vì thế thường xuyên phải farm trong trụ. Khan làm chậm thành công đối phương, kích hoạt được cái chiêu E và reset đã đánh thành công. Khan vẫn còn một bình máu trong người nha, khởi điểm với kiếm Doran. Chính vì thế khả năng khô máu còn phiêu ra này thì rõ ràng Achop không thể đánh lại được. Cái khiên Doran để trụ đường, còn để kiếm Doran để khô máu ở giai đoạn đầu của trận đấu. Đấy là một cái điểm lưu ý mà các bạn có thể để ý. Ở đường dưới này Teddy đang farm khá là tốt với sự hỗ trợ giúp của người chơi hỗ trợ Mata, người anh của mình, người anh cả trong team. Bây giờ cả hai người chơi đường giữa chỉ muốn kiểm soát thế lính mà thôi. Bình thuốc biến dị vẫn còn một cộng dồn đến từ BD. Trong khi đó Faker đã ăn hết bình thuốc biến dị rồi, như vậy là khả năng trụ đường tốt hơn đến từ người chơi đường giữa của KT Roster. Khan đẩy đường rất cao, hình như biết là Javan ở đâu rồi. Chưa có tầm nhìn của Javan nhưng mà vẫn đẩy cao như vậy. Sau đó Khan đi cắm mắt để đảm bảo an toàn cho người chơi đường trên này. Rất là tỉnh táo. Đúng là cảm giác ông này đánh vị tướng đỡ đòn so với vị tướng sát thương nó khác nhau một trời một vực vậy. Lúc đầu con Vladimir nó rất là yếu. Nó không có thời gian hồi chiêu, nó không có sát thương tay. Nó thời gian hồi chiêu của cái chiêu thức thì nó cũng lâu nữa. Nó dọn lính rất là chậm. Rồi trở lại trận đấu này, kèo đường trên đang được để ý hơn cả bởi các cameraman bên phía Hàn Quốc. Khan vẫn có cho mình một cái bình máu. Chỉ số lính chênh lệch bây giờ đang là 8 chỉ số lính đến từ Khan. Vì vậy chỉ số vàng chênh lệch bây giờ nó không là bao nhiêu khi mà đường giữa của đội tuyển SKT. À sao đây bạn? Đi rừng. Tỷ số vàng chênh lệch nó sẽ bị bù bởi người chơi đi rừng. Và một chút ở đường dưới nữa. Score farm rất là tít, cấp độ 5 rồi. Cấp độ 5 ở phút thứ 5 của trận đấu. Đây là một cái tốc độ thăng tiến cấp độ rất nhanh với bất cứ một người chơi đi rừng nào. No.
37 chiều lính so với 28 chỉ số lính của Blitz rồi. Có một pha sử dụng W thành công đến từ Smap, nhưng mà Kha đã lướt ra khỏi cái vùng giật về đó rồi. Máy dọn lính được tung ra đến từ cả hai người chơi đường giữa. Họ chỉ muốn đẩy đường thôi. BDD là người thành viên mà đã thi đấu rất là tốt trong màu áo của CJ Entert thời cũ. Rồi Khan bị giật về, Khan bị đánh nội tại đến từ Smap. Và Khan phải lùi về trong pha thi đấu vừa rồi. Rồi trở lại với trận đấu này thì bây giờ bên phía của KT Roster, cảm giác như họ đang có một cái gì đó nhỉnh hơn so với đối thủ thì phải. Chỉ số vàng chênh lệch bây giờ nó đang ổn hơn. Và cả người chơi đi rừng farm tốt hơn. Bây giờ có ganh chăng? Cấp độ 6 đã có đi từ Smap rồi. Bây giờ ganh là gần như không thể khi mà Smap có chiến binh nhận thế, trong khi đó Blitz mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Score đang kiểm soát con rồng này. Score kiểm soát con rồng này. Ăn xong con rồng này thì rất có thể score sẽ đạt đến cấp độ 6 nó rất là nhanh. Và cảm giác các bạn quái rừng nó được tối ưu hóa đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển KT Roster. Từ mục tiêu quái rừng cho tới mục tiêu rồng, cua kỳ cục, các thứ các kiểu ăn hết. Và các bạn có thể thấy 46 triệu lính ăn xong con cua này, gần bằng chỉ số lính so với người chơi đi đường luôn. Có bóng ngủ trúng đến từ BD, có kích hoạt đại lưới tách, phải sử dụng hầm mộ ăn băng ngay lập tức. Mình nhìn thấy cái gì nó không ổn trong hai lần vừa rồi. Và Faker cảnh giác không kém. Thực sự Faker cảnh giác, rất cảnh giác trong pha thi đấu vừa rồi. Và đang cướp bộ đỏ đến từ Glitz. Tuy nhiên Alistar đang di chuyển vào phần rừng này, có đổi đường chăng? Không có đổi đường, nhưng mà Alistar đang di chuyển và bảo vệ con bùa đỏ này. Bùa đỏ được ăn xong chưa? Chưa ăn xong đến từ người chơi đi rừng của SKT. Và như vậy vòng rừng như thế này rõ ràng SKT, rõ ràng như thế này thì SKT họ sẽ bị out rừng rất nhiều. Bây giờ 40 triệu lính so với 58 chỉ số lính đến từ score ông hack lính. Giờ bây giờ score về nhà mua cho mình được một cái phù phép chiến binh. Cấp độ 6 ở phút thứ 7. Hơn phút thứ 7 một tí. Và bây giờ đang di chuyển ra khu vực bùa đỏ và ăn cho mình thêm bãi người đá nữa. Gần như cái vòng rừng của score nó là hoàn hảo. Còn ở đường trên thì Khan đang làm khá tốt cái kèo này. Khan có 71 triệu lính so với 57 của Achop. Và cảm giác Khan đang thi đấu chơi trên cơ một chút so với Smap, khi mà ở trận đầu thì cầm kèo ngược lại ấy. Thì Khan không thể Smap cầm con Fiora không thể đi đường Khan, giống như Khan làm ở cái trận đấu này. Đánh kèo ngược, nhưng cả hai kèo thì rõ ràng Khan đều làm tốt hơn so với Smap. Còn đường dưới đang farm khá là tít đến từ cả hai thành viên. Đường dưới của cả hai team đó chính là Teddy và Gango. 70 chủ lính với Vladimir ở phút thứ chỉ gần phút thứ 9 của trận đấu không phải là một chỉ số tồi. Bởi vì Vladimir lúc đầu nó rất là khó farm, cấp độ 6 đã có, đây là một mốc trang bị, mốc cấp độ rất là quan trọng để có thể tối ưu hóa lượng sát thương gây ra. Và bạn để ý rằng Teddy lên cho mình rất nhiều chỉ số giảm thời gian hồi chiêu và những mảnh ghép tăng chỉ số sức mạnh phép thuật trong người. Khiên trụ đầu tiên đang được bóc đến từ Khan. Có khiên trụ đầu tiên với cái tàn phá hủy diệt. Và dọn lính rất nhanh với cái dìu tiên mát của mình. Smap không thể nào di chuyển lên cao được khi mà chưa có tầm nhìn của Glitz. Smap thi đấu khá là cẩn thận trong pha thi đấu này. Trong đó Javan di chuyển xuống mé rừng phía dưới rồi. Bây giờ Smap phải vô cùng cẩn thận với cái pha ganh đến từ Glitz. Nhưng mà không sao cả, có chiến binh tận thế mà. Làm gì đây? Score muốn làm gì đây? Score muốn ganh chăng? Có đại địa chấn, có cả tốc biến. Có chiêu cuối đến từ cả hai thành viên của SKT. Tuy nhiên BD đang gặp nguy hiểm. BD về cái vùng đại địa chấn. BD nằm xuống với cái hầm mộ ẩn băng của mình. Tốc biến lên, nhưng mà có hồi máu đến từ Mata. Mata quá xuất sắc trong trận đấu này. Và hai mạng dành cho SKT trước đội tuyển KT Roster. Đúng người đúng thời điểm. Đó là bài hát mà tôi muốn dành cho Mata trong pha thi đấu này. xin lỗi anh em, nhưng mà trở lại pha thi đấu vừa rồi thì rõ ràng Zoe của BD không có tốc biến
lên bảng điểm số quá nhanh. Sát thương cuối cùng đó chính là một bảng chiều cuối đã thử thách được tung ra đến từ Khan. Khan đánh vào ngực Smep, kích hoạt được hai dấu ấn rồi. Và như vậy Smep có bị kích hoạt nốt không? Không bị kích hoạt nốt cái dấu ấn cuối cùng, nội tại cuối cùng. Và như vậy là không thể nào kích hoạt được cái hồi máu. Tuy nhiên từng đó là đủ để khiến cho Smep bị thua thiệt máu so với người chơi đường trên của bên phía SKT. Tranh thủ lúc đó thì Gango ở đường dưới đã phá đi cho mình, lấy đi cho mình được rất nhiều cái lớp khiên trụ, hình như hai lớp khiên trụ thì phải, ba lớp khiên trụ rồi, không phải hai. Và rõ ràng việc chơi Vladimir ở đầu trận đấu thì phải chấp nhận thôi. Và đặc biệt hơn là Mata di chuyển quá khôn khéo đi. Đầu tiên là chói thành công và chiêu cuối hoang tưởng được tung ra đến từ cả hai thành viên của SKT. Và Clit đang đánh rất đau ở người của Zoe và Zavan định tốc biến theo để sử dụng một đòn đánh thường kết hợp với một pha giáng long kích. Tuyền Mata có mặt búp khiên cho đồng đội, búp hồi máu cho đồng đội và giúp cho Clit có thể sống sót trong pha thi đấu vừa rồi. Rồi bây giờ không bị ao rừng nữa rồi, đó chính là Clit với hai cái điểm hạ gục, hai điểm hỗ trợ hạ gục vừa rồi. Faker có một điểm và Mata có một điểm. Như vậy là Faker bây giờ đang xanh một chút so với BD rồi. Bên này làm chó thành công, combo hất tung thành công. Mata không thể nào dùng chiêu E được, à chiêu W lùi về được. Và như vậy mạng dành cho Gango với một pha W chuẩn xác của mình. Bây giờ thì cái trụ đầu tiên của trận đấu đang nằm thuyền kiểm soát của đội tuyển KT Roster. Con rồng đầu tiên là con rồng lửa sứ giả khe nứt đã được kích hoạt đến từ Clit. Bởi KT họ sẽ làm gì đây? Họ muốn tấn công một cái trụ đầu tiên của trận đấu này. Smep đang phòng thủ trước sự tấn công vô cùng khó chịu đến từ người chơi đứng trên SKT, đó chính là Khan. Cái lớp khiên trụ thứ tư đang được bóc. Cái trụ này còn rất ít máu thôi. Tên lính này là đủ để khiến cho KT Roster họ có thể lấy đi cái trụ đầu tiên của trận đấu. Và cái trụ đầu tiên của trận đấu nó đã thuộc về KT Roster. Dòng lửa được kích hoạt trao đổi với bùa lợi sứ giả khe nứt trong trận đấu này. Như vậy là cả hai team ở trận đấu này có thể nói là thực sự rất là ngang ngửa nhau. Một đội tuyển có lợi ích trước mắt đó chính là đội tuyển SKT với bùa lợi sứ giả khe nứt và lượng vàng chênh lệch. Trong khi đó KT Roster mặc dù thua tiền nhưng họ có cho mình được hai bùa lợi rồng. Con đường băng giá được dùng tới nhưng mà không la tới đến từ Faker. Và như vậy Khan cùng với Clit lấy đi thành công cái trụ đầu tiên ở đường trên này, giúp cho Khan có một lượng trang bị thăng tiến rất nhanh đây. Đây chúng ta sẽ lại pha này, một pha combo rất tốt đến từ Zavan. Đầu tiên là Mata thi đấu hơi chủ quan nữa và Mata bị hất tung trong lúc sử dụng chiêu W để lùi về. Một pha xuất hiện hành tráng nhưng nó không hoành tráng nữa lắm và nó khiến cho anh chàng nghệ sĩ này phải lên bàn điểm số. Rồi bây giờ Faker với cái tàn phá hủy diệt lại lấy đi thêm một lớp khiên trụ nữa, sử dụng con đường băng giá để lùi về. Bóng ủ không trúng đến từ BD. Như vậy là bên phía của BD không thể nào phòng thủ được cái trụ này trước cái sức tấn công của Faker rồi. Faker cầm cho mình cái hệ kiên định và cái hệ này có một cái đòn đánh tàn phá hủy diệt rất là khó chịu. BD nhặt được cho mình cái kích hoạt của cái này là cái gì, hay tách nhặt súng ngắn hay tách, đúng rồi, nhặt được cái khiên hay tách. Bóng ngủ trúng đến từ Zoe nhưng mà không có mana nữa rồi và lùi về đến từ bên phía của người chơi đứng giữa KT Roster. Đại chiến viễn thông bây giờ nó đang gắt hơn bao giờ hết. Tỷ số vàng chênh lệch bây giờ đang là 2.000 tiền dành cho đội tuyển SKT. Quan trọng hơn là Teddy phải được farm. Teddy có cho mình một trang bị tăng sức mạnh phép thuật trong người rồi, đó chính là cái đai lưng Hextech. Và có cho mình thêm một cái đồ có khả năng tăng chỉ số giảm thời gian hồi chiêu nữa, đó chính là cái sách quỷ. Còn bây giờ đây là cái bài toán mà bên phía của KT Roster họ phải giải quyết rồi. Búa xanh được nhường cho BD trong pha thi đấu này. Smep bây giờ mới chỉ cấp độ 9 thôi. Các bạn để ý, cấp độ 9 so với cấp độ 11 của Khan. Và quan trọng hơn, Clit mới cấp độ 10, còn hơn cả Smep cơ. Khổ quá trời khổ đến từ người chơi đường trên, người chơi được mệnh danh là xuất sắc nhất Liên minh thoại Hàn Quốc trong khoảng tầm độ mùa 6 đến mùa 7. Cuối mùa 6 cho đến đầu mùa 8, khoảng giai đoạn đấy. Nhưng mà bước sang mùa 9 này, bắt đầu từ cuối mùa 9 thì Smep đang tỏ ra mình bị đuối đi khá nhiều rồi. Trong đó đồ Clit, các bạn có thể thấy đồ Clit khá nhiều rồi. Một cái phù phép chiến binh, một cái dây ninja, một cái giáp. Một giáp này là một giáp lưới và một cái đồng hồ ngưng đọng nữa để hướng tới trang bị giáp thiên thần. Thực sự rất xanh với người chơi đi rừng của SKT. Trong đó Faker cũng khá là xanh với cái
Vọng Ma Luân và một cái sách quỷ rồi. Có một pha combo nhẹ nhẹ, nhưng mà ta khá trâu với cái hệ phụ là hệ kiên định của mình. Phong thần kiếm đã có đến từ người chơi xạ thủ của KT Roster. Cái phong thần kiếm này ở phiên bản mới nó sẽ không mạnh bằng cái phong thần kiếm, nó sẽ không mạnh bằng cái những cái trang bị khác. Tuy nhiên nó sẽ giúp cho những người chơi có Kai'Sa có khả năng cường hóa trang bị chiêu Q và chiêu E nó sớm. Đấy chính là lựa chọn của những người chơi Kai'Sa khi mà sử dụng phong thần kiếm đầu tiên. Còn với tất cả các xạ thủ khác thì mình khuyên các bạn không nên lên cái trang bị phong thần kiếm này đầu tiên. Nó rất là yếu. Rồi con băng đơ giá làm gì đây? Faker bị dính rất nhiều hiệu khống chế. Hầm mộ hắn băng lên người của Zavan. Nhưng mà Faker sai rồi. Faker lùi về thành công với sự bảo kê của Mata. Clit lao vào. Clit phải thông biến ngay. Bây giờ KT Roster họ có tổ chức phản công với chiêu cuối bật lên đến từ KT. Ở bên này thì Mata lao vào quá đẹp. Tuy nhiên không có sát thương được bồi xeo sau. Teddy bật cho mình cái đồng hồ lên. Mạng đầu tiên dành cho ai đây? Ai đã phải nằm xuống chưa? Đó chính là Gango phải nằm xuống. Khan đã tham gia cuộc chơi. Khan muốn lao tới. Khan muốn cân hết. Và như vậy là Faker phải lên bàn điểm số 1-2 dành cho đội tuyển SKT. Teddy vừa rồi, ôi sứ giả Kennedy nó làm cho BD mất nhịp trong hai đấu vừa rồi. Và BD chết rồi. Còn sứ giả Kennedy này, SKT sứ giả Kennedy, thành viên thứ 6 của đội tuyển SKT, đã khiến cho BD bị hất văng vào tường trong pha thi đấu vừa rồi. Có mát 6v5 với con sứ giả khai nứt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút. Khan gia nhập cuộc chơi rất sớm và lấy đi được một mạng của Gango thì phải. Đây, chúng ta sẽ lại pha này. Một pha sử dụng chiêu cuối nó không chuẩn xác đến từ Faker. Rất may là Faker có hệ kiên định, nếu không phải chết rồi. Dính 4 nội tại và lùi về thành công. Clit phải sử dụng cho mình tốc biến lùi về. Chiêu cuối chiến linh tận thế, nhưng mà Mata kết hợp với con bài Vladimir quá kinh. Chiêu cuối trúng 4 người đến từ Vladimir. Và Vladimir mặc dù chưa có sát thương, đây là còn chưa có đồ đấy. Faker lên bảng điểm số với cái giáng long kích và cái đại địa chấn của Score. Ở này Khan gia nhập cuộc chơi. Khan tấn công thành công, đó chính là Gango. Và đây là sứ giả khe nứt. Nó khiến cho BD bị hất văng vào tường. Đó. Và BD phải nằm xuống. Đúng là nào, tối nay đi ngủ cũng nằm mơ sứ giả khe nứt. Đó chính là BD trong hai đấu vừa rồi. Một pha combat 6v5 thành công của đội tuyển SKT. Rồi trở lại với trận đấu này. Tất nhiên rồi, thành viên thứ 6 là do họ nỗ lực lấy được chứ không phải là trên trời rơi xuống. Rồi bao ngủ chúng mọi người Faker. Nhưng mà sát thương là không nhiều. Khi mà nghịch xa nó không tới. Rồi làm gì đây, combo xuống đến từ Score. Để tìm gấp thôi. Chưa có tầm nhìn đến từ các thành viên của đội tuyển SKT. Con rồng lửa, con rồng rất quan trọng của trận đấu. Bây Khan có thể sẽ gặp hiểm. Khan bị hất tung ngược. Khan dùng bóng ngủ. Khan lùi về thành công. Khan phản đòn thành công. Khan còn một chấm máu. Khan đánh vào người của các thành viên đội tuyển KT Roster nhưng vẫn phải nằm xuống rồi. Chống trả rất tốt đến từ Khan. Bây giờ các thành viên khác gia nhập cuộc chơi. Gango làm gì đây? Ở bên này Gango sử dụng chiêu cuối để lao vào. Tuy nhiên Teddy quá khó chịu với con bài Vladimir này. Hầm mộ hắn mang tự sử dụng lên bản thân để hồi máu đến từ Faker và bị hoảng sợ, đó chính là Gango. Gango nằm rồi và Smep cũng phải gục theo. Như vậy là combat 1-4 đến từ các thành viên của đội tuyển SKT. Và phần thưởng tiếp theo đó chính là một con rồng lửa nữa. Một con rồng rất quan trọng của trận đấu. Rồi con đường băng giá tới không? Có tới làm chậm thành công mà người BD có làm chậm tiếp theo. Có làm chậm tiếp theo. Ba phát làm chậm rồi, có chói và xuất hiện hành trang. Nó khiến cho BD cũng phải lên bàn điểm số. Một mảnh băng cuối cùng của Faker dứt điểm mạng của BD. Một pha quét sạch không chính thức dành cho đội tuyển này. Đây là một pha chống trả rất tốt đến từ Khan, mặc dù anh Trang này chỉ còn một chấm máu. Phản đòn được, làm choáng được Zavan, sau đó tấn công lên đối thủ để hồi máu với cái dìu mãng xà của mình. Xuất hiện hoành tráng nó rất là tốt. Và con bài Vladimir nó quá khó chịu cho các bạn này. Chiêu cuối Kai'Sa lao tới. Đó, chiêu cuối của Vladimir nó trúng vào ba thành viên của đội tuyển KT Roster. Và sát thương con Vladimir là quá lớn trong phần tình huống này. Sau đó Smep chống trả bất thành. Chống cự là bụng bự. Và bụng của Smep là bự thật. Còn đây là một pha chơi khá là lầy đến từ Faker. Ba pha mảnh băng trúng làm chậm thành công đến từ Faker. Đây, làm chậm lần 1, làm chậm lần 2, làm chậm lần 3. Và cuối cùng là một pha con vòng tròn đại giá. Sau đó là một pha xuất hiện hoành tráng tốt đến từ Mata. Và BD phải nằm xuống trong pha thi đấu vừa rồi. Tỷ số vàng chênh lệch bây giờ nó đang là rất nhiều rồi.
6.500 tiền đến từ SKT. Và quan trọng hơn bây giờ họ đang có một thế kiểm soát map rất tốt. Và quan trọng hơn là con Fiora bây giờ nó rất là xanh rồi, Aatrox không thể đánh lại được nữa. Và Nocturne, mặc dù đồ rất nhiều nhưng mà chỉ số Kindle của Nocturne trong trận đấu này là hơi buồn cười một tí, với Kindle là 008. Có thể sẽ có đánh nhau ở đây. Khan đang muốn dinh vào người Smap. Đánh nhau chăng? Đánh tới rồi. Khan đang chém tới tấp vào người Smap. Tuy nhiên score tới rồi. Bên Khan phải lùi về và ganh vào một con Fiora. Nó đang xanh như thế này rất là khó. Faker đã cắt cửa ra đường trên để tấn công cái trụ thứ hai. Cái trụ thứ hai còn một chấm máu thì phải. Con đường băng giá dùng để dọn lính đến từ SKT. Bây giờ có một chiêu tiêu không? Trúng vào lính, không trúng vào người Faker. Và như vậy cái trụ thứ hai đường trên nó đã thuộc về SKT rồi. Chỉ số vàng chênh lệch bây giờ là hơn 7.000 tiền. Bây giờ ông Smap ông làm nào ông thủ được cái trụ đường dưới này hộ tôi cái. Quá khó đến từ người chơi đường trên của đội tuyển KT roster. Và Khan đang tỏ ra mình vô cùng khó chịu mặc dù chưa có trang bị lớn tiếp theo. Đó chính là tàu hợp kiếm. Cái trụ này chỉ có một nửa máu thôi. Zoe tới rồi. Khan đang bị chém đến từ Smap. Và có chiêu cuối bật lên đến từ Smap. Bị giật về đến từ Khan. Khan bật cho mình chiêu cuối vào người của Smap. Và bây giờ tìm kiếm kích hoạt đại thử thách. Chiêu cuối hoàng tử được tung ra đến từ Nocturne. Và tốc biến đến từ cả Zoe. Zoe bật cho mình cả thanh đẩy nữa. Bây giờ bị kẹt rồi. Đó chính là Clit. Ở bên này xuất hiện đoàn tráng. Sau đây bạn, đó chính là chiều cuối Gango được la tới. Có đại địa chấn đến từ Zavan la vào nhưng mà Zavan sai rồi. Zavan nằm xuống trong cái vùng đại địa chấn. Gango tốc biến lên bắn vào người của Faker. Và Vladimir có cho mình cái truyền máu được cường hóa. Và Gango chùi lùi về với một cái lượng máu cực thấp. Còn đường băng giá của Faker chỉ dọa mà thôi. Zoe nhặt cho mình tốc biến tiếp theo. BD phải rất cẩn thận trong trận đấu này. Mong bóng ngủ trùng đến từ Zoe. Và như vậy Faker phải nằm xuống trong trận đấu vừa rồi. Bây giờ bóng ngủ lại xịt nữa đến từ BD và Teddy lùi về thành công. Một pha xử lý rất tốt đến từ người chơi đường giữa của đội tuyển SKT roster. Và SKT trong pha thi đấu vừa rồi cảm giác như họ thi đấu nó hơi với một tí khi mà họ băng quá xa đội hình của đội tuyển mình, đặc biệt là người chơi đi rừng, đó chính là Clit. Gango trong pha thi đấu vừa rồi cũng xử lý rất là tốt đến từ người chơi xạ thủ của đội tuyển KT roster. Kindle của anh là 221 với 227 chiến lính ở phút thứ bao nhiêu nhỉ? Khoảng phút thứ 25 trận đấu gì đấy. Giờ Clit lao hơi xa và Clit lao vào vùng trụ nữa. Sau đó phải xuống dạng giáp thiên thần và bị lấy được mạng của Clit hình như là như vậy. Rồi không còn góc để di chuyển và lấy thành công với một pha nghịch sao. Ở đường dưới này Khan bị đánh liên tục. Khan phải sử dụng tốc biến để lùi về. Đó các bạn có thể thấy. Và Khan đã nằm xuống trong trận đấu vừa rồi. Rồi trở lại với pha thi trận đấu này đi. Xuất hiện hoành tráng, nó chỉ hất tung một người của Zavan. Và đây là một pha thả chiêu cuối, nó chỉ trúng một người của Zavan mà thôi. Faker bị bắn đến từ Gango, tốc biến lên lấy mạng của Rakan. Đó chính là Gango. Ở bên này sát thương của Vladimir rất nhiều. Tuy nhiên là hồi chiêu nó chưa đủ để giúp cho Teddy có điểm hạ gục. Và từng đó để khiến cho BD nhặt được tốc biến lần 1, nhặt được tốc biến lần 2. Và một pha bóng ngủ trúng đến từ BD nữa. Giờ nhịp tấn công của SKT họ sẽ bị chậm đi một tí. Tỷ số vàng chênh lệch bây giờ nó đang dao động trong khoảng 6.000 tiền. Nó bị giảm một chút. Và quan trọng hơn là con rồng tiếp theo là con rồng đất. Con rồng giúp cho SKT rất rất nhiều trong bài toán, trong việc giải bài toán, đó chính là tấn công đối thủ. Vladimir cấp độ 13, cấp độ quan trọng đã có rồi. Với Vladimir cấp độ 13 thì các bạn sẽ có một cái chiêu Q và một cái chiêu E nó được nâng tối đa. Thời gian hồi chiều của nó bị giảm xuống rất thấp. Một mốc cấp độ rất là quan trọng với một người chơi Vladimir. Bây giờ Teddy đang muốn làm gì đây? Teddy có cho mình 2 món trang bị rưỡi rồi. Gần lên trang bị lớn thứ 3 rồi. Chuẩn hơn là 2,8 trang bị lớn. Không kể dày. Vậy Teddy có một kỳ nia rất tốt, đó chính là 504. 232 triệu lính, nhưng mà chỉ số lính ở thời điểm hiện tại nó không giải quyết vấn đề gì nữa. Quan trọng nhất là bây giờ có tao hợp kiếm đến từ Khan rồi. Không bị ganh thì cho tiền, cho kẹo thì Smap không thể nào đánh lại được Khan. Rakan về nhà có cho mình dây chuyền Iron Sorry. Trong khi đó Tụ Bão hay Tech cũng đã có đến từ Snowflower. Alistar trong combat rất là khó chịu. Nếu đẩy được một thành công, một thành viên của đội tuyển bên phía SKT về hoặc đẩy đi cũng được, nó đều ổn cả. Sau đó dùng tấm thân lực lượng của mình để che chắn.
Trận đấu nó vẫn nhỉnh hơn một chút dành cho SKT, nhưng mà họ phải vô cùng cẩn thận trong những pha di chuyển của mình, khi mà họ vừa thua Go Bad vừa rồi, khiến cho cái lượng cấp độ chênh lệch giữa hai đội tuyển này nó bị giảm đi đôi chút. Giờ trở lại với trận đấu này, hai trang bị lớn đã có đến từ BD. Bây giờ quan trọng nhất, các bạn để ý rằng Teddy có cho mình cái mũ hộ thể Rabadon rồi. Đây là một mốc trang bị cực kỳ quan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng luôn. Nó khiến cho SKT có thể ép Baron trong pha thi đấu này. Khan được cắt cử ra và Khan được nhường blue, nhường bùa xanh để có thể đẩy lẻ và có thể tiếp cận đối phương liên tục với cái chiêu Q của mình. Rồi, bây giờ thì SKT họ là muốn làm gì đây? Họ muốn chia ra để trị. Họ để cho cặp đôi ở đường dưới ra đường giữa. Sau đó Faker đường trên và người chơi đi rừng thoải mái di chuyển. Và rõ ràng rồi, với việc như thế thì rõ ràng đội tuyển KT roster họ không thể nào tiếp cận khu vực rừng của mình. Họ chỉ di chuyển ở phần nhà của mình thôi. Smap là người thọt nhất ở trận đấu này. Smap chưa có hai trang bị lớn và không thể nào đánh lại được Khan. Trong đó Zaban của Score mặc dù chết 4 mạng nhưng đồ như thế này được gọi là tạm ổn, không đến nỗi yếu lắm so với các người chơi khác trên bản đồ. Một người chơi xanh nhất đó chính là Faker. Why Faker? Tại sao Faker lại là người có nhiều tiền nhất nhỉ? À, có lớp là lớp khiên trụ, đúng rồi. Khan bây giờ lại bị ganh rồi. Khan tấn công vào cái trụ này, lấy thành công cái trụ rồi, nhưng mà Khan tìm được đường về hay không? Khan kích hoạt đại thử thách lên người Score, combo không thành công rồi. Score phải tốc biến nhưng mà tốc biến không đủ tầm. Và bây giờ Khan tấn công liên tục vào người Smap, phản đòn thành công, đánh kinh vậy, ai chơi? Rồi 2-1, nhưng mà không thể nào tấn công vào người của Khan được. 2 tấn công 1 mà vẫn bị trột mất một người. Như vậy là con đường dành cho SKT mở ra với pha 1-2 quá xuất sắc với thành viên đường trên của đội SKT. Bây giờ Faker tấn công liên tục được cái trụ đường trên. Do cái trụ đường trên nó đã thuộc về SKT rồi, Khan có thể tiếp tục tấn công vào cái trụ đường trên này, hoặc SKT có thể lùi ra khu vực hang Baron khi mà người chơi cầm trừng phạt của đội tuyển KT roster đã nằm xuống rồi. Một pha xử lý rất lỗi đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển KT khi mà anh chàng này combo nó không trúng với cờ. Đây, chúng ta xem lại pha này. Kích hoạt đại thử thách lên người của Score. À, mình hiểu tại sao cái cờ ấy nó không trúng rồi. Vì Zaban kích hoạt cái cờ lên cái trụ. Đấy, cắm thẳng vào cái trụ, cái cờ nó sẽ bị lệch sang một bên. Đó chính là lý do tại sao mà Zaban không combo về được trong pha thi đấu vừa rồi. Cắm vào cái trụ, cái cờ bị lệch sang một bên. Giờ bây giờ quan trọng hơn đó chính là cả 3 trang bị lớn đã có ở Clit. 3 trang bị lớn đã có đến từ Khan và 3 trang bị lớn đã có đến từ con bài Lissandra. Bây giờ cho tiền, KT roster cũng không thể nào đánh lại được, bởi vì họ vừa thua tiền mà lại họ vừa thua cái kiểu ghét thành trang bị lớn như thế này. Giờ Snowflower đang muốn kiểm soát tầm nhìn cho team mình để đảm bảo rằng đối phương không ăn Baron. Nhưng bây giờ mình nghĩ rằng lao thẳng khu vực hang Baron thì rõ ràng KT roster không thể nào có cửa. Không cần phải ăn Baron, các bạn chỉ cần ép con bát là được. Bên thì SKT ép con bát là thắng rồi, bởi vì mốc trang bị lớn của họ nó rất là quan trọng. Những trang bị lớn quan trọng thì họ đều có cả. Cái trụ bảo vệ nhà lính đường trên đã bị Faker lấy đi rồi. Bây giờ họ để cho Khan tiếp tục đẩy ở cái đường trên này. Khan có rất nhiều chỉ số hút máu trong người. Các bạn để ý rằng cái rìu mãng xà kết hợp với cái huyết kiếm nên là Khan có khả năng đẩy lẻ kinh khủng luôn. Cái rồi combo thành công và hất tung nữa. Faker kịp tỉnh không? Faker vẫn kịp sử dụng hầm oan mang lên bản thân mình. Kích hoạt đầu của Cat đến từ BD. Làm gì vậy BD? Có bao ngủ chúng và Faker nằm rồi. Faker chưa nằm. Faker có Aaron Sori và mạng dành cho Kai'Sa với pha sử dụng W chuẩn xác của mình. Và Snowflower trong pha thi đấu vừa rồi mất cho mình luôn cả cái tốc biến. À, sao mình mất luôn cả cái chiêu cuối và cả tốc biến nữa thì phải. Đúng rồi. Mình đã định nói tới cái gươm đồ tể của Smap counter khả năng hồi máu. Nhưng nói thật với các bạn, bây giờ kể cả Smap tấn công một người của Khan, Khan chỉ cần đánh những con lính ấy thì nó sẽ hồi máu kinh khủng luôn. Đánh vào những con lính là nó hồi máu rồi, không cần quan tâm đến Khan làm gì cả. À, không cần quan tâm đến Smap làm gì cả.
Giờ bây giờ SKT muốn làm gì đấy? Bật chiêu cuối rồi bật cho mình cả cái trang bị nữa để kháng phép. Bây giờ combo về đến từ Javan và đánh vào ngửa clip nhẹ nhẹ mà thôi. Phá cái lớp khiên nó đi. Đó chính là áo choàng bóng tối. Lâu lắm rồi mình rất là ít thấy những người chơi sử dụng cái trang bị này. Bao bóng ngủ chúng, sau đó là combo chúng đến từ Snowflower. Và Faker vẫn kịp tỉnh với cái hầm hoàn mang lên bản thân của mình. BD sử dụng cho mình cái đồng hồ cát, không biết là để làm gì, chắc là bấm chật tay. Và một pha tia hư không chúng. Arden Sorry được tung ra, tuy nhiên nó không cứu được người của Faker. Faker vừa rồi có sử dụng cho mình thêm một cái đồng hồ hướng động nữa, nên thời gian nó đóng băng nó mới lâu như vậy. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng KT roster với kiểu đánh này của SKT ấy, thì nó sẽ khiến cho KT họ thở dễ dàng hơn. Bởi vì khi mà bây giờ ép mục tiêu lớn thì KT roster sẽ không thể nào đánh lại được. Mà đánh chia để trị cứ kiểu một đổi một như thế này ấy, thì nó sẽ kéo dài về thời gian cuối trận đấu. Do đó xạ thủ và những người chơi quan trọng của đội tuyển KT roster sẽ có khoảng thời gian để farm. Bây giờ mới ép Baron, đáng lẽ họ nên làm sớm hơn ở thời điểm mà khi mà họ đã có nhiều đồ trong người. Bây giờ Mata đang muốn chắn với con Darakan này. Chiêu cuối tung ra đến từ Gango. Gango bị kích hoạt đại thử thách, nhưng mà Khan lùi về thôi. Khan không muốn chơi khô máu so với đối phương. Baron dành cho đội tuyển SKT sau một pha solo thành công với Teddy và cả Faker nữa. Dịch chuyển của ai đây? Dịch chuyển của Faker được sử dụng. Về nhà vừa mua đồ và dịch chuyển ra. Bây giờ SKT có bùa lại Baron và họ tấn công vào cái trụ đường dưới này. Trụ đường dưới bị lấy đi rồi, còn cái trụ đường giữa nữa thôi. Cái nhà lính ở đường dưới đang bị trơ trụi nữa rồi. Bóng ngủ không trúng người clip, cụ thể hơn chuẩn xác hơn là trúng nhưng mà bị giải bởi lớp khiên phép nữa rồi. Giờ làm gì đây? Alistar bị dính rất nhiều sát thương. Bây giờ Vladimir tốc biến lên sử dụng chiêu cuối nhưng mà có cái giếng máu đến rồi. Và có lẽ là Teddy hơi sai trong phần xử lý rồi, bởi vì có một cái nhà giếng hồi máu ngay sau lưng của các đội tuyển KT roster. Tự nhiên mất đi một khoảng lượng tài nguyên rất là lớn đến từ người chơi thay thế vị trí xạ thủ, người chơi đường dưới của đội tuyển SKT. Tốc biến lên bóng ngủ không trúng đến từ BD. Và cái nhà lính đường trên nó đang thuộc quyền kiểm soát của đội tuyển SKT. Họ muốn đưa cho đội tuyển KT roster thành nhà sân bay. Và nhà sân bay đã được thực thi rồi. Làm trận tấn công đến từ Faker. Bây giờ SKT lao tới rồi, combo rất nhiều vào người của ai đó chính là Vladimir. Và Lakan lao tới quá đẹp, bên này Khan được quẩy và sát thương được tung ra quá nhiều. Tuy nhiên Khan chém rất ghê, người đầu tiên lên bảng đó chính là Snowflower, xạ thủ của KT đang được bắn, đó chính là Gango. Combat vừa rồi 1 đổi 2 dành cho đội tuyển KT roster trước đội tuyển SKT. Một combat rất loạn và cái điểm yếu của đội tuyển SKT đã lộ ra trong pha thi đấu vừa rồi, đó chính là họ thiếu sát thương duy trì. Họ thiếu một vị tướng xạ thủ. Đây chúng ta cùng xem lại pha này. Khan được chém nhưng mà Khan vẫn sợ một cái gì đó, không dám lao vào. Combo rất tốt, người được chọn đó chính là Vladimir. Hầm mộ hắn mang được tung ra. Rakan lao vào rất tốt, tuy nhiên thiếu sát thương duy trì đến từ bên phía của SKT. Và bên này thì Gango được bắn. Gango bắn vào người của Faker và cả Vladimir nữa. Hai người chơi chủ lực của đội tuyển SKT phải lên bảng trong pha thi đấu vừa rồi. Một chút cơ hội níu kéo vẫn còn dành cho đội tuyển KT roster trong trận đấu này. Khan giải thuật là lựa chọn tiếp theo đến từ người chơi đường trên của đội tuyển SKT. Bây giờ Khan phải có tầm gần 50% cái khả năng hút máu mất. Ra Khan tiếp tục được cắt cửa ra để lẻ. Bây giờ những món trang bị lớn tiếp theo của đội tuyển SKT không được lên rồi. Và Teddy bây giờ đang rất là xanh. Teddy là người xanh nhất bản đồ với 4 món trang bị lớn. Gần hoàn thành xong nốt trang bị cuối cùng rồi. Mà quan trọng hơn là Vladimir mất đi các tốc biến và mất đi cái chiêu cuối trong hai đấu vừa rồi. Đó là tiền đề để dành cho KT roster họ có thể thắng combat. Bởi vì chiêu cuối Vladimir nó rất mạnh về giai đoạn cuối trận đấu. Khan làm gì đây? Khan đang lùi về thành công rồi. Bên phía KT roster họ chỉ còn một cái trụ duy nhất để phòng ngự mà thôi. Bùa lại Baron vẫn còn, nó chỉ còn 30 giây nữa. Rồi đẩy đường tập 2. Combo thành công, hai người lao tới chăng? Bây giờ thì SKT họ tràn lên rồi. Và chiêu cuối được thả ra quá đẹp đến từ bên phía Vladimir. Tràn lên đến từ cả Napton. Hầm mộ hắn mang được tung ra đến từ Gango. Gango phải sử dụng chiêu cuối để lùi về. Gango bắn trong tuyệt vọng rồi. SKT đang tràn lên và tiễn một mạng nữa, đó chính là Javan. Bên này Smep cũng phải lên bảng điểm số theo rồi. Gango chống trả được rồi nhưng mà quá nhiều đơn vị lính nó đẩy vào với bùa lại Baron. Chiến thắng 2-1
dành cho đội tuyển SKT trong ngày thi đấu hôm nay. Một trận đấu phải gọi là hơi rườm rà đối với SKT, nhưng mà không sao, chiến thắng cuối cùng nó đã thuộc về đội tuyển này. Và một pha một trận đấu tỏa sáng rất mạnh đến từ người chơi đường dưới của đội tuyển SKT, người chơi xạ thủ đó chính là Teddy với con bài Vladimir này. Và Mata trong trận đấu này đều thi đấu rất là tốt. Ngoài ra ở đường trên thì Khan thi đấu cũng tốt và Clit thì chuẩn bài, Faker thì cũng ổn. Và chúng tôi sẽ dừng buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay